Phải biết đây mới thật là Đại Bồ Tát. Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát này nghe thuyết tướng chân như các pháp bất khả đắc, mà tâm vị ấy chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng hoảng hốt, không nghi, không hối, không lui, không mất, thì Đại Bồ Tát này mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, được trường nhất định không thối lui. Bấy giờ Thế Tôn khen ngợi thiện hiện: lành thay, hôm nay ông đã vì các Đại Bồ Tát thuyết pháp trọng yếu, những điều ông nói đều nhờ là sức oai thần của Như Lai. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát tìm hiểu sâu xa đối với tướng bất khả đắc của chân như các pháp, và biết được tất cả pháp không tướng khác nhau. Khi nghe thuyết về tướng bất khả đắc của chân như các pháp như thế, tâm vị ấy chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng hoảng hốt, không nghi, không hối, không lui, không mất, thì Đại Bồ Tát này mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật: bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát thành tựu pháp này thì mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề ư? Khi ấy Phật bảo Xá Lợi Tử: đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu pháp này thì mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, không rơi vào hàng thanh văn bậc độc giác. Cụ Thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: nếu Đại Bồ Tát muốn mau chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, đã mong cầu thì phải trụ vào cái gì và trụ bằng cách nào? Phật bảo: Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn mau chứng đắc để cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì phải trụ tâm bình đẳng đối với tất cả hữu tình, không nên trụ tâm bất bình đẳng. Phải khởi tâm bình đẳng đối với tất cả hữu tình, không nên khởi tâm bất bình đẳng. Phải đem tâm bình đẳng nói với tất cả hữu tình, không nên đem tâm bình đẳng nói với họ. Phải khởi tâm đại từ đối với tất cả hữu tình, không nên khởi tâm sân giận đối với họ. Phải đem tâm đại bi mà đối với tất cả hữu tình, không đem